Tôi ngủ và hai tủ sức âm cho hai vế kệ. Con này bản sò Toshiba chi đỏ nha, nó có hai bản nha các bác, bản sò xanh Ken và sò Toshiba chi đỏ. Đây là sò Toshiba chi đỏ nha, máy đẹp Ken nha các bác, chạy 4 cầu điện. Các bác nào thích điện 220 sẵn, tiếng khỏe hay, trưng bày đẹp. Edit 838 ở phân khúc giá 13 triệu em đang giao các bác nha, 13 triệu nha, mặt đẹp Ken không tì vết nha các bác. Đây, mặt đẹp keng nha các bác. Phía trên nóc của sản phẩm, đây là những con âm ly thời kỳ 7X, thời 75 các bác, nó phục vụ nhạc Bre 75, nhạc Bolero rất là hay nha. Đúng chất luôn. Đây, các bác nào đang cần âm ly của Pioneer và dòng Receiver thì các bác có thể lựa chọn con 838 này. Cái dòng seri 838 và 939 tiếng nó nịnh hơn những dòng mà Edic 950 rồi nha các bác. Dễ, dòng này dễ ghép nhất. Tiếng nó kiểu như Samsung vậy đó. 3 cầu loa, bởi vì công suất khỏe nên là trang bị tới 3 cầu loa. Đây có tem này, còn rất là mới nha. Đấy, nó hàng Mỹ, điện 110, 120 luôn. Anten này, đấy. Góc cạnh là đẹp ken hết nha. Đây các bác thấy nha, 3 cầu loa nha, rất là khỏe. Máy khỏe mới là âm ly mới trang bị 3 cầu loa các bác. Và các bác chỉ được một trao một lần là 2 cầu thôi nha. Nó hiện cái này này. Đấy. Bấm vô cái ba là nó sẽ ngắt. Đây, tất cả tính năng như này, cổng đường đi đồ vào và lăn. Đấy. Đây là bên trong nội thất của em nói nha các bác. Em nó sử dụng là hai tờ lột nguồn và một cái tăng phô. Và đây là phần bo mạch cho các bác, bo mạch nha. Nó sexy trắng nha các bác, nó sexy trắng nha. Đây là nó chạy 4 con sò sắt Toshiba chữ đỏ nguyên zin nha. 4 con Toshiba chữ đỏ này, tất cả nguyên mộc và nguyên zin nha các bác. Đây có hai nguyên bụi không? Đó, nó chữ đỏ này. Đấy, con thấy chưa, 4 con nha, 4 con nhưng mà dòng mà sò công suất lớn thì rất là khỏe các bác. Nên trang bị tới 3 cầu loa và lực đánh là một trong những ưu điểm của dòng EDIC-838 này nha. Ở phân khúc 13 triệu các bác sẽ sở hữu một con âm ly nghi hay, bày đẹp, tiếng nịnh tai, dễ ghiếp, chơi loa Mỹ, loa Nhật, loa Âu đều tốt, đánh những tất cả những dòng loa như các bác. 838 rất là khỏe các bác, chơi thoải mái dòng bass 40 nha, như những dòng sạc Queen Vega mà AT15, AT9 đều đánh tốt đó. Tại vì công suất maximum trên nó lên 370W, công suất hoạt động bình thường là 290W. Rồi em mở phía dưới đây các bác cùng xem nha. Tại vì những dòng này chủ yếu nằm phía dưới, đây là bo mạch âm sắc này. Giá 13 triệu là em đã cân đối nha các bác, giá tốt. Và mạch đẹp không tì vết, vừa nghi vừa trưng bày. Em nên sắm con Sansui 2000X cho các bác cùng xem. Đây là dòng xuất âm tụ 2000X rồi tới 5000X đó các bác. Em này thì 16 triệu 500 vẫn giá bình ổn giá cho các bác nha. Các bạn làm mét rất là đẹp, các bác thấy góc cạnh này nha. Những con này là hàng em sưu tầm về, cũng là để các bác ghép loa, ghép những cặp 77A, 88A, những dòng loa Sansui và chơi những dòng loa Mỹ vân vân. Mỹ cổ như AR thì đánh rất là tốt quá. Nói chung chơi loa cổ thì những con 2000X xuất âm tụ nó triển rất là hay. Sức âm tụ các bác nghe tiếng nó ấm, nó ngọt ngào lắm, trầm bass trap cũng nhiều nhưng mà nó trầm tiếng dày. Hai cầu loa ABA cộng B nha, máy đẹp long lanh nha các bác, máy chắc bãi vì chưa qua tay người siêu Việt Nam. Đây là phía trên nóc của sản phẩm nha, giá 16 năm là em chiến bao gồm phí ship rồi nha. Đây các bác cùng xem góc cạnh đây, nguyên mộc mạc nè, hàng chuyển từ bên Mỹ về nha. Em đang ghém điện đó, ghém điện quen hết cho các bác cùng xem. Bác nào có đang có nhu cầu mà cần con âm ly để ghép những dòng loa cổ ở nhà thì liên hệ liền cho em. 2000X chứ không bao giờ làm các bác thất vọng, bởi vì chất âm nó rất là hay, mềm ấm áp. Series là 1513, hai cầu loa và đây là hai cái cầu chì bảo vệ loa, bảo vệ cho loa nha. Hãy liên hệ cho em qua hai số điện thoại này. Đây, cái này nó rất là bên Mỹ nha các bác, có nghĩa là cái bọc nhựa các bác có thể lấy cái này bỏ qua nha, cái không cũng cần thiết nha, cái bọc nhựa qua thôi, các bác cần thì em lấy em bỏ qua, bọc nhựa cái hoài mình có thể lấy được, vận chuyển nó rất bền, vẫn dùng bình thường nha các bác, cái bọc nhựa hoài thôi, máy rất là đẹp, có hên nét không, đây góc cạnh này nha, nó chạy 4 con Toshiba chữ đỏ nha các bác, 4 con Toshiba chữ đỏ nha.
máy rất là đẹp, đẹp đẹp và như hoàn hảo luôn. 16 năm bao ship bác, là chỉ không đủ thì em vẫn bớt tiền cho các bác nha, còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu là em ship hàng. Máy chạy 4 cầu điện, hiện tại là điện 220V. Em mời các bác ngắm lại một tí rồi em sẽ đi vào nội thất bên trong. Hai số điện thoại của em là hai số chính Zalo, thì các bác có thể kết bạn qua số nào cũng được nha. Còn cả catalog bên trong nha các bác. Đây, đây mở bốn ốc này ra nha các bác. Vâng, đây là nội thất bên trong, các bác có thể ngắm nha. Đây, còn cả tem đỏ còn nguyên luôn nha các bác. Đây là phần chiến điện nha. Đây là một tụ nguồn và hai tụ sức âm cho hai vế. Nó chạy. Con này bản sò Toshiba chi đỏ nha, nó có hai bản nha các bác. Bản sò Sanken và sò Toshiba chi đỏ. Đây là sò Toshiba chi đỏ nha. Máy đẹp keng nha các bác. Chạy 4 cầu điện, các bác nào thích điện 220 xài cho tiện thì báo em, trước khi gửi hàng thì em sẽ chuyên điện 220 cho các bác nha. Đấy, 4 con Toshiba chi đỏ này. Đấy, sexy là 7 màu, đẹp keng hết nha. Các bác nào yêu thích con 2000X này về gíp lò cổ thì alo cho em. Nghe nhạc vàng và bolero thì 2000X nó đưa lên các bác với một chất âm rất là mộc mạc, dài tiếng, ấm, nghe lâu không ngán, đặc trưng của dòng sức âm tụ rồi. Và bên em có cả 5000X, 50X thì đắt hơn nha các bác. Ở phân khúc dưới 20 các bác cần một con âm ly sức âm tụ thì 2000X là một đối tác rất là tuyệt vời. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác nha.